Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình là Tàu Lão Chào Đào Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là cáp kèo và cáp kèo. Bên kia là cọp Hoàng Di Gò Xoài. Ký đội đầu dò 3 mét ngang. Còn bên đây là anh Bằng cái ô 4 mét vuông. Anh đang đi tính thủy. Tỷ số tại giờ là 2-1 đang nghiêng về cho bên cái ô nhỏ của anh Bằng. Ok cắt ké. Đây là cắt ké Tây Ninh. Mọi người hỏi cắt ké trai thẳng hay là gái thẳng. Đã cho sò nó hỏi vậy á. Nhìn nó biết sao vậy. Hỏi đây mãi cho sò đi. Mãi cho sò hỏi kỹ lên đây. Mãi cho sò lại hỏi cắt ké đi. Nè, biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mạch chưa? Gân hình như thế này. Hai là ta về, hai là ta quýnh nhau. Đi đi về với... Hồi nãy sao hỏi cái ké là thẳng hay bóng? Rồi. Xong rồi, theo giờ ba đi vô bầu. Ké đẹp trai hơn, không đẹp lên, cũng quá, đỡ bóng. Vậy là anh đẹp trai hơn, cái bài cho sơ ngoài. Bóng ra ngoài. Bông ra ngoài. Ối cơm. Đây là chiến thuật và kỹ thuật. Chiến thuật và kỹ thuật. Sân cầu tre, quyền thoại đi dễ khó về. Tỷ số nhiêu anh? Bóng dẹp dây bóng tốt. Cắn lên, cắn dây. Bóng cắn dây cắn lên. Cắn 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 cắn. Bóng tốt. Ba năm. Hoàng Di. Sáu ba. Đây là cái ô 4 mét vuông thôi. Chỉ có 4 mét vuông thôi anh Bằng. 4 mét vuông. Còn bên kia là 3 mét ngang. Sáu ba. Bên kia là Hùng Láo Táo Long Khánh năm nay. Ghi cho cọp Hoàng Di Gò Xoài. Anh Bằng không tập trung phân bóng gì rồi. 4-6. Cầu tre có nhiều cái kèo rất lạ. Bảy bốn. Bảy bốn. Còn bên đây là cái nhóm của Mã Cha So và Gơ Tây. Bóng lại ngoài. Bóng lại ngoài. Bóng ngoài. Tám bốn. Tám bốn. Tám bốn. Chín bốn. Hoàng Di vừa tự sát tại Đắk Lắk. 9-4. Thả luôn rồi. Thả luôn rồi các bạn ơi. Quá lậu lẹo rồi. Quá lậu lẹo rồi. Cái này
Hôm nay có cái đo nè, bên đây. Anh biết rồi, anh biết rồi, tôi quay. Sao chân? Sao chân? 12 đây, sao chân? Ủa hết con bún không anh gần? Mười sáu. Mười sáu. Sân của con bé hả? Mười một sáu. Mười một sao? Mười một sao? Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Anh Bằng vào bờ, cáp kèo và cáp kèo. Xin đính chính lại cho các bạn biết là mã cha so. Cắt ké là chai thẳng nha. Cắt ké là chai thẳng. Mã cha so nó cắt ké. Giống tiên chị tiên em. Mã cha so nó cắt ké như là tiên chị tiên em. Cắt ké là chai thẳng, ok. Ok man. Con dễ đưa cái kèo đó. Ủa tèo ơi. Không, không, không. Vậy ăn đâu. Không, không, không. 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 Không